đó đây mà là bên sau đây mình sẽ giới thiệu nhanh trong vòng 90 giây một sản phẩm mới vừa cửa hàng, đó là một cây súng xịt khô của hãng TTB USA. Đây là một cây súng chất lượng cao ha, chất lượng cao. Nó làm bằng chất liệu là BOM. Đầu vô là đầu 1/4, chịu được áp lực nén tới 213 PSI và nhiệt độ làm việc từ -5°C đến 60°C. Đây là một cây súng được thiết kế để tiết kiệm cái sức lao động của người sử dụng, rất là nhẹ nè, đẹp và cầm rất là chắc tay. Đầu phía trên này có thể điều chỉnh được cái hơi, cái độ hơi ra rất là tiện dụng luôn. Nói chung hàng của TTB thì chất lượng rất là ok và sản xuất tại Taiwan, Đài Loan. Giá bán rất là mềm luôn, chỉ có 189.000 cho những em nào đang có nhu cầu sử dụng một cây súng hơi cho những cái công việc của mình. Những em làm trong gara ô tô, xe hơi, hoặc là gara xe máy, hoặc là sửa chữa cơ khí, cần một cây súng để xịt bụi trong những cái chi tiết máy móc như thế này, thì đây là một cây súng rất là phù hợp vì nó có thể điều chỉnh được cái áp lực trên đầu súng. Ok, cảm ơn em đã xem cái video này và đừng quên đăng ký kênh YouTube và chia sẻ. Chúc em có ngày làm việc tuyệt vời. Mọi thông tin anh em xem bên dưới phần miêu tả của video. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.